bất động sản bạn được hay không, tăng giá hay không thì phải dựa trên yếu tố này. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Quá một kỳ Noel rồi, anh chị thấy như thế nào, cảm xúc đi chơi được bao nhiêu rồi? Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên rất nhiều anh chị đã hỏi về Đình rằng: anh ơi, em cần mua cái lô đất này có mua được không? Nhưng mà cái câu hỏi nhiều nhất ý đây là: anh ơi, bán giúp em cái lô đất này với, anh ơi em không bán được cái bất động sản của em, và anh ơi em nợ nhiều quá. Đình chia sẻ thật với anh chị, nếu như không đọc được những cái vấn đề sau đây thì anh chị cùng mua bất cứ một cái thời điểm nào đều thua lỗ, và bán bất cứ một cái thời điểm nào cũng không bán được. Nên tại sao rất nhiều anh chị cùng một thời điểm vào mua trong thị trường mà có người lại lỗ, có người thì lời, có người thì nhân bãi, có người thì bán lại sau 5 năm không ai mua? Sau đây là những cái lý do Đình chia sẻ theo quan điểm cá nhân của Đình. Có thể nó đúng với người này và có thể nó không chính xác với người kia, thì Đình chỉ chia sẻ theo quan niệm cá nhân của Đình. Bây giờ Đình sẽ chia sẻ là tại sao cái bất động sản của anh chị không bán được. Theo cái quan niệm cá nhân của Đình, Đình xin chia sẻ như thế này. Cái thứ nhất, ở đây là Đình sẽ về hai cái đường này cho nó dễ hình dung. Này, về thẳng thẳng nó không chuẩn nữa nhá. Nhưng mà Đình cứ về theo cái suy nghĩ của Đình thôi. Đây. Đây, và Đình sẽ về hai cái trục này. Cái thứ nhất, cái trục này ấy, ở đây là giá anh gì này. Đình tạo qua cái P này là giá, và cái Q này là cái nhu cầu. Bất cứ một cái mặt hàng nào chúng ta phải dựa đến cung và cầu. Kể cả anh chị đã từng để những cái nông sản của chúng ta mà nếu mà được mua nhiều quá không có nhu cầu thì cái bất động sản cùng vậy đấy, nó sẽ mất giá đúng không nhỉ? Và cái thời gian vừa qua nếu như chúng ta đầu tư mà bị những cái yếu tố sau đây thì rõ ràng nó sẽ bị mất rất là nhiều. Kể cả bây giờ anh chị có hà ra 50% nữa cũng không bán được. Thì Đình chia sẻ với anh chị như thế này, Đình tạm gọi đấy là cái trục tăng giá trong cái thời gian vừa qua này. Cái giá này mình gọi là cái đường này là cái đường tăng giá. Cái bất động sản hiện tại của anh chị đang nằm ở đâu đấy Đình không biết, nhưng mà Đình tạm tính ở đây là cái thời điểm đầu năm nó chưa tăng, tạm tính như vậy đi. Này, thời điểm đầu năm chưa tăng, nhưng mà cái thời gian vừa qua đấy, cái thời gian vừa qua nó tăng đến cái mức độ như thế này, có thể nhá, nó tăng đến mức độ như thế này, nhưng mà nhiều anh chị không biết nên đã vào thị trường ở cái chỗ này. Này, nó vào ở cái thị trường cái chỗ này thì nó đã vượt quá hẳn trong lúc cái nhu cầu của thị trường, nhu cầu của bất động sản nó chỉ nằm ở đâu đây. Tất cả những cái này là Đình chỉ vẽ ra để cho nhiều anh chị chúng ta có thể trước chơi cái trò chơi này thì nó sẽ dễ hiểu hơn một tí. Hoặc là Đình muốn làm sao truyền tải cái nội dung này đến những anh chị một cách cụ thể nhất, và có thể là để đờ bớt được cái câu hỏi là tại sao bất động sản của anh chị không bán được. Nếu một cái bất động sản muốn bán được hay không thì phải dựa vào những lý do sau đây. Một là dân số học. Khi cái cơ cấu dân số học không tăng thì cái bất động sản của anh chị không có lý do gì để tăng, bởi vì cái nhu cầu của người dùng nó chưa có. Vậy do cái việc các nhà môi giới đẩy giá hoặc có một thông tin dự án nào đó về, thế là anh chị chúng ta lao vào như con thiêu thân. Cái thứ hai, cái lý do để bất động sản nó tăng đó là dự án. Dự án ấy thì có nhiều kiểu dự án khác nhau. Dự án thứ nhất là dự án về đường, dự án thứ hai là dự án về các cái hạ tầng như là khu công nghiệp,
sân bay, chợ, đó cũng gọi là dự án bệnh viện. Thì những cái dự án đấy anh chị đã vào cái thời điểm nào và nhu cầu đó nó đã đến cái mức độ được tiêu dùng đủ, những cái người dân ở đấy thực sự họ khả năng mua được hay không, và cái số tiền của anh chị bỏ vào đấy so với cái lạm phát hoặc gửi ngân hàng thì cái nào sẽ được lời hơn, hoặc là nếu dự án nó về thì anh chị sẽ nhận được cái giá trị gì trên đây. Ví dụ như là xây khách sạn, nhà nghỉ cho thuê, hoặc có thể cho họ thuê mặt bằng từ xây dựng lên đó. Thì tất cả những cái đó là nó sẽ liên quan đến cái việc cung cầu ở cái điểm này. Thì bây giờ mình quay lại là tại sao cái bất động sản nó tăng được. Thì bây giờ chúng ta phải phân tích rằng cái thời gian vừa qua nó đã nằm đủ ở đến cái đỉnh này rồi. Nó nằm ở đến cái đỉnh này rồi thì bây giờ anh chị có hà xuống đấy, nó cũng đã gặp cúng với cầu, nó đã gặp nhau dựa trên cái nhân khẩu học tăng về đấy chưa, và dựa trên cái giá trị khai thác bất động sản của anh chị hay chưa. Một cái tiếp theo mà có thể nó sẽ rớt giá kể cả chúng ta có bán rẻ được, đó là cái thứ ba ấy, đó là một loạt môi giới về đẩy giá lên quá cao. Môi giới ấy nhỉ, môi giới hoặc là những nhà đầu tư, môi giới hoặc là những nhà đầu tư họ góp tiền lại, họ đẩy giá bất động sản của anh chị lên một cái trên trời và họ thoát hàng. Thế là vô tình cái cảm xúc đám đông chúng ta đã vào đây nằm chết ngay tại cái điểm này. Thì bây giờ nó còn rớt xuống cái điểm này nữa ấy, thì anh chị có bán cũng cứ không có người mua. Là vì sao lại chưa như vậy? Cái thứ nhất là cái người có nhu cầu muốn sử dụng đất ở hoặc tách ra cho con hoặc chó tặng, nó chưa gặp nhau với cái cung cầu này. Cái thứ hai nữa mà anh chị thường chưa để ý đến ấy, đấy là nếu như thu nhập của khu vực đấy mà không có dự án, không có người về, nhân khẩu học không có môi giới đẩy giá, nhưng mà cái giá trị khai thác tại cái khu vực đó nó không đưa ra lợi ích nhiều. Ví dụ như là khí hậu nó không được tốt, suốt ngày nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá, mưa lũ thì gặp thiên tai, thì những cái yếu tố đấy những nhà đầu tư lớn họ cũng không về. Một cái thứ ba ấy, đấy là cái thu nhập người dân ở tại địa phương đấy quá nghèo, quỳ đất quá lớn, đáng tự nhiên chưa đẻ được bao nhiêu người cả, một năm chỉ tăng được 1-2 ngàn người, mà bây giờ bất động sản tự nhiên đang nằm 1 tỷ, và có một số ông lớn về họ làm ra một cái dự án, cùng dự án về thật, nhưng mà họ làm ra khoảng 10 ngàn cái nền bất động sản đi, 10 ngàn cái nền bất động sản. Vậy là nhà ở chỉ có nhu cầu 500 hoặc 1 ngàn, vậy 9 ngàn nền đất còn lại thì ai chui về đây ở với anh chị? Vậy là ta chui vào cái phần 9 ngàn đấy không có một cái lý do gì, thả tiền đáng còn 1 tỷ, có một cái dự án lớn là 9 ngàn và chúng ta thả tiền vào đấy. Thì bây giờ anh chị có hà giá đi xuống đường đến nhiều, anh chị hỏi định là tại sao cái bất động sản của anh chị bán không được, thì có liên quan đến cái cung cầu ở đấy anh chị. Bởi vì đầu năm thì nó đứng ở đấy, ở đấy là đầu năm, và mới một năm sau thế là cuối năm, thì nó lên cái đến nay thì dân nào mà đờ nổi, không thể dẫn nào cái nhu cầu nó mới đến có từng này. Thì cái nhu cầu ở đây và cái giá nó lên như thế này vượt quá những cái người có nhu cầu muốn sử dụng. Để chia sẻ thật, rất nhiều anh chị giờ có 500, 1 tỷ rất là nhiều, nhưng mà họ không thể nào mua được những cái bất động sản của chúng ta đã lên 2 tỷ đến 3 tỷ. Thu nhập thì không thay đổi và đất tự nhiên nghe thay đổi. Thì bây giờ anh chị xem lại cái đất của mình đang nằm ở cái vùng nào, 6-4 cái yếu tố ở đây. Có một cái yếu tố nữa là bất động sản của anh chị tốt thật,
lệnh trừng phạt của anh chị có bốn yếu tố này rồi. Những một cái yếu tố chết người đấy là gửi sai môi giới. Bản thân người môi giới họ chưa bao giờ đầu tư, họ chưa sở hữu được nổi một cái bất động sản. Vậy thì họ lấy cái kinh nghiệm gì, giá trị gì để họ trao đổi lại những cái bất động sản giá trị tiền lợn của anh chị đấy để với khách hàng được chưa? Họ đã phân tích được cái mô hình kinh doanh khai thác dòng tiền ở trên cái bất động sản của anh chị chưa? Cái đó chính anh chị mới là người hiểu, không thể hỏi được, đừng chia sẻ được. Bây giờ đừng nói là cái bất động sản đây bán đi lờ máy 1-2 năm được bất động sản của anh chị tiềm năng không dựa đến những cái yếu tố này mà nó tăng giá đấy thì chứng tỏ tiền của anh chị mất chứ không phải là tiền của mình mất. Cái thứ hai mà ngoài cái việc nắm yếu tố này thì có một cái yếu tố nữa ấy, là khi anh chị mua là mua một cái giá ngạo giá, tức là vì cái thằng môi giới nó kế gọi giá thì cũng chết ở cái điểm này, chết ở cái điểm đầu vào. Mặc dù những cái yếu tố tốt nhưng mà bây giờ mong muốn cái giá giống như ngày xưa mua. Nhưng mà bản thân ngày xưa mua không có kinh nghiệm, đã mua vào sai thì chắc chắn một điều bán ra nó cũng phải mong muốn theo ý mình, và như vậy thì bán ra nó đã sai giá thì cũng không bán được. Cho nên đây là những cái yếu tố mà anh chị chú ý trong cái việc bất động sản. Còn đừng chưa nói đến cái vấn đề là ngân hàng tăng, chưa nói đến cái vấn đề là nỗi sợ hãi của nhiều người chưa vào tiền thời điểm này, chưa nói đến cái vấn đề là vì nhiều người bây giờ chưa có tiền trong danh. Mà đây đừng đáng nói cái cụ thể quyết định một cái bất động sản bán được hay không, tăng giá hay không thì phải dựa trên yếu tố này. Bây giờ đừng sống cái câu chuyện này anh nhỉ,